Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai thương hiệu và năm sản phẩm loa di động đã có tích hợp mixer và có echo trong đó luôn rồi. Thì với những sản phẩm này thì mọi người không cần sử dụng micro echo hay những cái mixer kèm theo nữa mà nên tận dụng cái mixer trong đó luôn. Thì năm sản phẩm này là gì và hai thương hiệu là gì thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đến một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam về ngành âm thanh, đó là thương hiệu JBL. JBL thì mọi người biết rồi, thì năm ngoái họ mới tung ra thị trường hai dòng sản phẩm loa di động rất là nổi tiếng, đó là dòng JBL Aeon MK2 và dòng JBL Pirate One. Hai dòng này đều có tích hợp mixer nha mọi người, đó là mixer từ nhà Lexicon. Thì Lexicon với JBL thật ra là nó chung một cái tập đoàn Hackman, nên là thường những cái loa JBL mà tích hợp nó sẽ tích hợp được cái tích hợp với mixer Lexicon trong đó. Thì mọi người biết cái effect của Lexicon này rất là hay. Thì ngay ở đây mình đã có, ngay tại showroom mình đã có một cái JBL MK2 ngay đây. Thì mọi người sẽ quay lại gần, mọi người sẽ thấy được cái mixer nó như thế nào ha. Mình, mọi người chắc không lạ gì với dòng JBL MK2 này rồi. Dòng này là mình có thể nói đây là một cái dòng loa di động xách tay mà có pin, nó lớn nhất thị trường hiện nay luôn, mà loa chính hãng nha. Mình đang nói về loa chính hãng, mình không tính về loa kẹo kéo. Mà đây dòng loa chính hãng mà của Mỹ là mà có pin là lớn nhất rồi đó, không có hơn nữa đâu á. Đó. Thì ngay phía sau này họ đã tích hợp cho bên mình một cái mixer. Đây là mixer digital nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Ba line, rất là nhiều line và có nút power ở đây. Đó, ok chưa? Đó, mình có thể mở lên cho mọi người coi một chút xíu. Thật ra cái này về phần hướng dẫn setup này kia thì bạn Huy đã có hướng dẫn rồi, và mọi người cũng có thể đã xem qua rồi. Tuy nhiên ở đây thì mình muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng cái loa JBL MK2 này nó đã có tích hợp mixer và có EQ và được chỉnh rất chi tiết trong này rồi, và nó đã có echo luôn rồi, và bên mình đã có hướng dẫn setup echo trong này luôn rồi. Nên mọi người khi sở hữu con này rồi thì không nên mua thêm hoặc là không nên sử dụng cùng với cái micro echo, bởi vì lúc đó nó sẽ bị trùng echo, nó sẽ không hay. Mọi người nên xài con này với những micro thông thường thôi, hoặc là một cái micro của bộ dàn karaoke á, để nó tối ưu chất âm hơn. Và mọi người nên sử dụng mixer cho này, bởi vì nếu mà mọi người không xài mixer của con này thì gần như là cái loa này mọi người coi như là mọi người bỏ đi 10 triệu ấy á. Con loa này tầm 36.900 thì mọi người mà không xài mixer thì nó chỉ còn 26.900 thôi ạ. Bởi vì là gần như con mixer này tầm 10 triệu nó đang dính trong này rồi. Thì mọi người nên tận dụng cái con mixer này. Mọi người không cần phải mua thêm một cái mixer khác nữa. Vì thứ nhất có hai việc xảy ra. Thứ nhất, nếu mọi người xài một cái mixer nó chưa chắc nó đã chất lượng như con này, thì thứ nhất qua cái mixer đó, qua con này nữa nó tiếng sẽ bị méo. Thứ hai nữa là trong âm thanh thì mọi người không nên qua quá nhiều điều chế, tức là mọi người không nên qua quá nhiều cái thiết bị căn chỉnh được, qua quá nhiều mixer á. Ví dụ như là trong một cái bộ dàn âm thanh thì mọi người không thể nào vừa xài EQ con này rồi EQ con kia, qua hai cái EQ là chắc chắn âm thanh nó sẽ bị méo. Nên là tốt nhất mọi người nên sử dụng, tận dụng luôn cái mixer trên này, âm thanh nó sẽ là tốt nhất và hay nhất cho mọi người. Tương tự trên dòng JBL Pirate One đây ha, thì dòng Pirate One cũng có một cái bộ mixer tương tự như thế này. Thì đó là hai dòng mà đã có sẵn mixer của nhà JBL mà mọi người không nên sử dụng mixer hay là mic echo thêm vào làm gì. Đó. Rồi tiếp đến mình sẽ đến cái thương hiệu tiếp theo, cũng là một thương hiệu đến từ Mỹ luôn, là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi, rất là lâu đời rồi, đó là dòng Electrovoy. Thương hiệu này thì đã vào Việt Nam chắc mấy chục năm nay rồi. Rất là nổi tiếng, nếu mà mọi người mà chơi sự kiện hoặc gì chơi âm thanh lâu quá mọi người sẽ biết. Và gần đây thì Electrovoy cũng ra các dòng loa di động cùng có pin hoặc không có pin cũng có luôn. Thì họ cũng luôn tích hợp mixer trong đó, và mixer mà tích hợp trong cái dòng Electrovoy đó là đến từ nhà Dynacorp ha, một cái thương hiệu mixer cũng rất nổi tiếng luôn trong ngành âm thanh. Thì hiện tại ở đây mình đang có một cái dòng Electrovoy 30 em, đây đây một con Electrovoy 30 em màu trắng, mọi người có thấy đây, đây đằng sau thương hiệu đây ha, rồi tên sản phẩm đây Evon 30 em đây ha, rồi đó, cũng như các loa column khác thôi, nó sẽ có thành phần là một cái loa ở trên như thế này và một cái cây nối và một cái sub ở dưới này. Rồi thì phía sau đây mọi người có thể thấy đây nó sẽ có mixer luôn ha. Thậm chí con mixer này đây là cọc này, con này nó còn hay hơn cái con bên Lexicon bên JBL nữa, mà nó còn mắc tiền hơn nữa mọi người ạ. Đó, con này còn chỉnh được chi tiết hơn. Đó, con này nó ra hiệu ứng rất tốt, và mọi người thấy không, nó hỗ trợ live cho mình
còn nhiều hơn con JBL nữa. Đó, rất là chuyên nghiệp, tương tự như JBL thôi. Với khi mà mọi người đã sở hữu một cái loa có nguyên một cái bộ mixer như thế này, rất là giá trị như thế này, thì mình nghĩ là mọi người nên tận dụng lại cái này. Tương tự nhà JBL, mọi người nên tận dụng lại cái này. Cái này đã có echo sẵn, có reverb sẵn, rất là hay rồi. Mọi người chỉ cần xài micro đơn thuần, một micro bộ dàn bình thường, làm sao cho chất âm cái micro đó tốt nhất có thể là được rồi. Mọi người cắm vô mọi người hát là rất là hay rồi. Thật ra bên mình cũng có rất là nhiều clip, và những clip mà mình ghép cái này, loa này á, mình thường ít khi mình ghép với dòng mic echo lắm. Mình sẽ ghép luôn nó để không thôi, mình ghép với dòng 6599 á, mình đưa vô mình hát luôn đã chất âm đã rất là hay rồi. Bởi vì cái effect trong cái con đây là cọc này rất tốt, nó làm cho mình nhẹ nhàng dễ hát lắm. Về cái hướng dẫn setup này thì Vũ cũng đó có làm rồi, nên mình cũng không lại, mình sẽ không chia sẻ lại nữa. Và tiếp tới nữa thì Electro Void tiếp tục đưa ra một cái sản phẩm mới nhất hiện nay, đó là dòng Evo 8. Và họ bê nguyên một cái bộ mixer như thế này, mọi người nghĩ đi, bê nguyên bộ mixer Dynacorp này, họ áp dụng qua luôn cái con nhỏ đó, đó gọi là dòng Evo 8 mà mình đã có sẵn ngay đây. Rồi, bạn quay phim, bạn quay lại gần cho mình ha. Đây mọi người thấy không, đây à, mình đâu có nói sai đâu ha. Cái nút bấm nó còn giống y chang bên kia luôn, và cũng là Power by Dynacorp hết. Thậm chí dòng này nó còn có pin, và nó có aura cho micro luôn. Nó càng thuận tiện hơn cho mọi người sử dụng khi mà mọi người sử dụng mic ha. Bởi vì thật ra là mic nó ra được cái nguồn 12V này rất là tốt cho mic, cho micro. Bởi vì thật ra micro là xài nguồn DC này không nè, 12V nè. Thì không biết là như đợt trước mình có làm clip, mình đã chia sẻ về cái vụ này rồi. Tức là mình có thể out từ cái nguồn này, out thẳng ra một cái micro bộ dàn luôn, để khi mà mọi người mang đi chơi á, mọi người không còn quan tâm đến cái nguồn micro nữa, mà mọi người chỉ cần sạc pin cho con này là mọi người chơi được luôn rồi. Đó, thì tương tự như con này, con này cũng có echo, cũng có reverb, nói chung là đầy đủ effect mà nó tốt nhất. Và những cái dòng này bên mình sẽ không bao giờ, mọi người nghĩ những cái dòng như thế này rồi á, mọi người không cần xài mic echo nữa, không cần xài mixer nữa, mọi người chỉ cần một bộ mic thông thường thôi là có rồi. Dòng này là dòng loa di động mới nhất hiện nay, pin trâu nhất, mà cái tiếng effect của nó có sẵn luôn á, nó hay hơn những cái dòng, thật ra nó hay hơn những cái mic echo trên thị trường rất nhiều. Cái này thì mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm cái mixer đây là cọc này nó chất lượng như thế nào, xem là mình nói có đúng không ha. Ok, vừa rồi thì mình mới chia sẻ cho mọi người 5 cái dòng loa được nhà hãng ưu ái tích hợp mixer, có echo, tích hợp echo, reverb, effect trong đó luôn rồi. Mọi người là di động, vừa có pin có, không pin có, mà có một cái mixer rất là xịn sò trong đó. Thì mọi người có thắc mắc gì hay là có những câu hỏi gì, mọi người cứ comment phía dưới để mình trả lời, mình để đáp thắc mắc cho mọi người ha. Hoặc mọi người muốn test sản phẩm, mọi người muốn trải nghiệm cái chất âm của những dòng loa này hay test effect của nó, thì mọi người cứ đến showroom Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.